Thưa quý vị và các bạn, vào buổi sáng và buổi tối những ngày gần đây, chất lượng không khí ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là các huyện ngoại thành Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nhiều nơi sấp xỉ ngưỡng xấu và đây là mức cảnh báo mọi người nên hạn chế ra ngoài. Thật ô nhiễm không khí thường lên cao vào buổi sáng, bắt đầu từ sáng sớm kéo dài đến gần trưa. Và buổi tối ô nhiễm không khí lại xuất hiện với chỉ số AQI các điểm đo khắp đồng bằng Bắc Bộ và các huyện ngoại thành Hà Nội thường xuyên trên mức 150, một số điểm đo ở Bắc Trung Bộ có thời điểm còn ô nhiễm hơn, chẳng hạn như vào 20 giờ tối ngày 23 tháng 9. Điểm đo được ở Đức Thọ, Hà Tĩnh ô nhiễm không khí còn lên tới AQI 227, mức ô nhiễm xấu ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người. Trong khi điểm đo này thường có chất lượng không khí khá tốt. Đánh giáo của các chuyên gia môi trường, nếu như đợt ô nhiễm không khí tuần trước là do nghịch nhiệt khiến không khí không khuếch tán được, thì lần này nguyên nhân ô nhiễm là do đốt rơm dạng. Đây là thời điểm các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và vùng ven đô Hà Nội ô nhiễm hơn cả nội thành. Ô nhiễm cũng chủ yếu xảy ra từ sáng sớm đến trưa và từ chiều đến tối, thời điểm người dân thường đốt dâm dạ. Vâng, các nghiên cứu quốc tế và trong nước thì cũng chỉ ra rằng đốt dâm dạ là quá trình đốt không kiểm soát. Sản phẩm chủ yếu là các khí bụi, CO2, CO, các chất có hại như là NO2 và dẫn đến phát thải một lượng lớn bụi mịn có kích thước nhỏ hơn 2,5 micromet. Và nếu các hạt bụi này xâm nhập thường xuyên vào cơ thể của chúng ta thì sẽ gây ra các bệnh như là về phổi hay là tim mạch nữa. Và khi mà đốt dơm dạ không hết thì rất có thể là sẽ tạo ra hợp chất anđehit và bụi mịn là những chất mà gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người. Đáng nói là lượng bụi này không chỉ gây ô nhiễm tại khu vực đốt dơm dạ mà còn theo gió phát tán ra một vùng rộng lớn hơn làm gia tăng ô nhiễm không khí, nhất là đối với khu vực đô thị.